Đằng sau bộ cạc bo góc của Diệu Nhi, Anh Tú đi đám cưới như đu idol. Vừa qua, Diệu Nhi, Anh Tú là hai cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo đó, sau thời gian đồng hành gắn bó bên nhau, cả hai khiến công chúng xôn xao khi chính thức về chung một nhà. Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 10 tại một resort sang trọng. Trước đó, thiệp mời độc đáo của cả hai đã được gửi đến những khách mời toàn là các nghệ sĩ nổi tiếng. Được biết, cùng với thiệp cưới, cặp đôi còn gửi thêm cạc bo góc ghi lại khoảnh khắc đời thường trong suốt hành trình yêu nhau. Ngoài ra, nhiều người không khỏi bất ngờ khi quản lý của nữ diễn viên tiết lộ thêm về việc riêng Isaac nhận được một thiệp độc lạ, hiếm và đảm bảo duy nhất khi bên trong không có cạc bo góc nào. Được biết, nam ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với cả cô dâu, chú rể. Hiện tại, những chia sẻ của quản lý Diệu Nhi đang nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của dư luận. Trước đó, nhiều sao Việt đình đám đã hào hứng đăng tải hình ảnh nhận được thiệp mời của Diệu Nhi và Anh Tú và tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội. Cùng với đó, những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước của cặp đôi cũng khiến cho nhiều người thích thú. Chỉ còn ít ngày nữa, đám cưới hoành tráng được trông ngóng bậc nhất thời điểm hiện tại của Diệu Nhi, Anh Tú sẽ được diễn ra. Nhiều người hâm mộ không khỏi trông ngóng ngày trọng đại của cặp đôi, cũng như chờ đợi hình ảnh Diệu Nhi khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy trong đám cưới với Anh Tú. Diệu Nhi, Anh Tú là cặp đôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của đông đảo khán giả. Bên cạnh sự nghiệp riêng với nhiều thành tích, cả hai còn được yêu mến bởi chuyện tình hạnh phúc, viên mãn. Cho đến mới đây, cả hai thông báo chuyện tổ chức hôn lễ khiến nhiều người bất ngờ. Mặc dù lễ cưới chưa diễn ra, nhưng thiệp cưới độc đáo mang nhiều ý nghĩa của cặp đôi đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội và được hàng loạt ngôi sao đình đám đồng loạt chia sẻ.